Tin bóng đá Việt Nam với UE ngày 13 tháng 11. Nỗi lo của ông Park Hang-seo. Sát thủ UE cảnh báo tuyển Việt Nam. Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 bảng G khu vực châu Á. 20:00 ngày 14 tháng 11. Việt Nam với UE, VTC1, VTC3, VTV5, BDTV. www.youtube.com/luhknobfi 19:45 ngày 14 tháng 11, Malaysia với Thái Lan, VTC9, Thể thao TV. www.youtube.com/qs4uiuv Xem bảng xếp hạng vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á tại đây. www.soctan.com/soctan.com/cuptang Nỗi lo của ông Park Hang-seo. Chống lại đối thủ chắc chắn rất khát thắng sau thất bại trước Thái Lan, tuyển Việt Nam tuy cũng cần phải thắng nhưng vẫn phải hết sức thận trọng về vấn đề lực lượng. Thử thách đặt ra cho chúng ta là phải liên tiếp đấu với UE rồi Thái Lan, hai đối thủ mạnh nhất ở bảng G vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Đấy là hai trận Việt Nam đều cần chiến thắng và vì thế, trận nào chúng ta cũng cần có lực lượng mạnh nhất. Trận gặp UE thì ông Park không gặp vấn đề gì về lực lượng. Nhưng nếu chúng ta không cẩn trọng thì có thể chịu tổn thất lực lượng nghiêm trọng trước trận đấu với Thái Lan. Đấy là ba trường hợp không được phép dính thẻ phạt ở trận gặp UE gồm Quang Hải, Duy Mạnh, Trọng Hoàng. Bất kỳ ai trong số này nhận thêm thẻ phạt đều bị treo giò trước Thái Lan. Đáng ngại ở chỗ họ đều là những trụ cột của tuyển Việt Nam. Những nhân tố khó thay thế đối với ông Park dù ông rất linh hoạt và biến ảo trong cách dùng người, cũng rất giỏi trong việc khai thác tiềm năng của các nhân tố mới. Hai cuộc chiến với UE và Thái Lan đều mang tính quyết định rất cao tới cơ hội đi tiếp của tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022 nên ông Park cần những cầu thủ vừa tài năng, vừa giàu kinh nghiệm trận mạc. Sát thủ UE cảnh báo Việt Nam. Ahmed Khalil đã ghi 48 bàn trong 103 lần ra sân cho tuyển UE. Cầu thủ 28 tuổi này từng được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất châu Á 2015, cầu thủ trẻ xuất sắc nhất châu Á 2008. Anh đã cùng với UE giành được huy chương bạc ở ASEAN 2010 và giành vị trí thứ 3 tại ASEAN Cup 2015. Ahmed Khalil chính là người ghi bàn ấn định chiến thắng 5-0 cho UE trước Việt Nam vào ngày 19 tháng 11 năm 2013. Đó là lần gần nhất mà hai đội gặp nhau. Phát biểu trên trang chủ của FIFA, tiền đạo của tuyển UE, Ahmed Khalil cho biết mục tiêu chính của anh và các đồng đội không gì khác ngoài việc giành vé dự World Cup 2022. Chúng tôi đã thi đấu 3 trận và có thể đã đứng đầu bảng đầu, tuy nhiên trận thua trước Thái Lan đã dạy chúng tôi một bài học đắt giá. Chúng tôi phải làm việc chăm chỉ để giành chiến thắng ở các trận đấu tiếp theo vì mục tiêu giành vé đi tiếp, Ahmed Khalil tuyên bố. Chúng tôi rơi vào một bảng đấu khó khăn. Mọi đội bóng ở bảng này đều đã đánh rơi điểm số nhưng điều quan trọng là chúng tôi không được để mất điểm nữa. Tôi nghĩ lịch thi đấu của UE rất thuận lợi, 3 trong số 5 trận còn lại của chúng tôi sẽ đá tại sân nhà, nơi mà chúng tôi sẽ nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả. Việc giành vé vào vòng loại tiếp theo là mục tiêu đầu tiên của chúng tôi, nhưng góp mặt ở vòng chung kết World Cup 2022 mới là mục tiêu chính của tôi và các đồng đội, Ahmed Khalil chia sẻ. Báo Hàn kỳ vọng vào ma thuật của huấn luyện viên Park Hang-seo. Tờ báo của Hàn Quốc, Midaily đã đăng tải bài viết với nhan đề Liệu huấn luyện viên Park Hang-seo có thể giúp Việt Nam lần đầu lọt vào vòng loại cuối của World Cup? Tờ báo này viết, huấn luyện viên Park Hang-seo, người hùng của bóng đá Việt Nam, chuẩn bị bước vào trận đấu quan trọng. Liệu ông Park, người vừa mới tái ký hợp đồng cách đây không lâu, có thể thể hiện ma thuật của mình thêm lần nữa? Tuyển Việt Nam của huấn luyện viên Park sẽ chạm trán với UE vào ngày 14 tháng 11 tới. Cục diện ở bảng G, nơi tuyển Việt Nam góp mặt, là rất căng thẳng. Đội dẫn đầu bảng đấu này chỉ hơn đội đứng thứ 3 có 1 điểm. Trong tháng 11 này, tuyển Việt Nam lần lượt gặp đội đứng thứ 3 là UE và đội đầu bảng là Thái Lan. Tuyển Việt Nam sẽ leo lên ngôi đệ bảng nếu thắng 2 trận liên tiếp. Còn nếu tuyển Việt Nam có kết quả không tốt, hy vọng đi tiếp vào vòng loại tiếp theo của họ sẽ trở nên ảm đạm. Tờ báo này cũng nhấn mạnh rằng UE là đội bóng được đánh giá cao nhất bảng đấu, trong khi đó, Thái Lan là kỳ phùng địch thủ với tuyển Việt Nam trong khu vực.
Công Phượng là khắc tinh của các đội Tây Á. Tính đến nay, Công Phượng đã từng xé lưới các đội bóng Tây Á 5 lần. Nạn nhân đầu tiên của Công Phượng không ai khác chính là UAE, đối thủ sắp tới của Việt Nam. Đó là trận đấu cuối cùng của vòng bảng U23 châu Á 2016. Công Phượng lập công ở phút 24 và cũng chính là bàn mở tỷ số trận đấu. Đáng tiếc là cho đến cuối, chúng ta lại để thua với tỷ số 2-3, qua đó kết thúc vòng bảng ở vị trí cuối cùng và không giành được điểm nào. Lần thứ hai Công Phượng lập công là ở vòng chung kết U23 châu Á 2018, vào lưới Iraq. Tiếp đó, tại ASEAN 2018, cầu thủ 24 tuổi đã ghi bàn vào lưới Bahrain, qua đó mở đường cho Việt Nam vào tứ kết. Duyên ghi bàn của Công Phượng trước các đội bóng Tây Á tiếp tục ở kỳ ASEAN Cup 2019 đầu năm nay. Tại đây, anh có hai pha lập công thì cả hai đều được ghi vào lưới các đội Tây Á là Iraq và Jordan. Huấn luyện viên Park Hang-seo đang hy vọng Công Phượng sẽ tiếp tục phát huy vận son của mình trong trận đấu gặp UAE sắp tới. Một bàn thắng lúc này cũng sẽ là liều thuốc tốt nhất để Công Phượng lấy lại sự tự tin. Sát thủ của UAE tuyên bố mục tiêu giành vé dự World Cup. Tiền đạo của tuyển UAE, Ahmed Khalil cho biết mục tiêu chính của anh và các đồng đội không gì khác ngoài việc giành vé dự World Cup 2022. Tờ báo của UAE, Dubai Sports đã trích dẫn lại phát biểu của cầu thủ này trên trang web chính thức của FIFA. Chúng tôi đã thi đấu 3 trận và có thể đã đứng đầu bảng đầu, tuy nhiên trận thua trước Thái Lan đã dạy chúng tôi một bài học đắt giá. Chúng tôi phải làm việc chăm chỉ để giành chiến thắng ở các trận đấu tiếp theo vì mục tiêu giành vé đi tiếp, Ahmed Khalil tuyên bố. Chúng tôi rơi vào một bảng đấu khó khăn. Mọi đội bóng ở bảng này đều đã đánh rơi điểm số nhưng điều quan trọng là chúng tôi không được để mất điểm nữa. Tôi nghĩ lịch thi đấu của UAE rất thuận lợi, 3 trong số 5 trận còn lại của chúng tôi sẽ đá tại sân nhà, nơi mà chúng tôi sẽ nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả. Việc giành vé vào vòng loại tiếp theo là mục tiêu đầu tiên của chúng tôi, nhưng góp mặt ở vòng chung kết World Cup 2022 mới là mục tiêu chính của tôi và các đồng đội, Ahmed Khalil chia sẻ. Việt Nam sẽ hạ UAE bằng sợ đoán. Ở trận thua Thái Lan, UAE nhận hai đòn chí mạng đều từ các pha chơi bóng của cầu thủ đội chủ nhà. Giang Gia và Eka Nipa là những người có bàn thắng cho Thái Lan đều từ chung một kịch bản. Đón đường lật bóng của đồng đội từ hai cánh và kết thúc một trạm chuẩn xác. Giang Gia ghi bàn bằng đầu còn Eka Nip dứt điểm bằng chân cẩn thận. Bàn gỡ của UAE cũng xuất phát từ một pha tạt bóng của tiền vệ cánh trái vào cho Alima đánh đầu tung lưới đội tuyển xứ Trù Vằn. Nếu UAE chủ động tấn công trận tới, cơ hội sẽ đến với chủ nhà. Huấn luyện viên Park Hang-seo sở hữu những cầu thủ chạy cánh lẫn phất bóng mỏng rất tốt như Văn Hậu, Trọng Hoàng, Tuấn Anh, Quang Hải. Kể cả Ngọc Hải cũng là một phương án như những gì trung vệ này đã tạo điều kiện cho Quang Hải phá lưới Malaysia hồi tháng trước. Cặp trung vệ Anata và Khalifa Anhamaji từng chơi thiếu tập trung để hỗ trợ thủ môn Khalid Eisa và đây là cơ sở để chủ nhà khai thác. Huấn luyện viên Park Hang-seo không phải ngẫu nhiên chọn những trung phong có thể hình tốt như Anh Đức, Tiến Linh và bổ sung thêm một Hà Minh Tuấn đang có phong độ tốt. Cả ba cái tên này đều có điểm mạnh chọn điểm rơi và ghi bàn bằng đầu. Trong khi hai cánh đã có tốc độ của Văn Toàn, sự khéo léo của Quang Hải thì một trung phong không chiến tốt là điều trên lý thuyết sẽ hoàn hảo với thầy Park. Danh sách 25 cầu thủ đội tuyển bóng đá Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu gặp UAE và Thái Lan. Thủ môn 3. Đặng Văn Lâm, Moan Thông United. Nguyễn Tuấn Mạnh, Sana Khánh Hòa BVN. Phạm Văn Cường, Quảng Nam. Hậu vệ 7. Nguyễn Thành Trung, Hà Nội. Đỗ Duy Mạnh, Hà Nội. Nguyễn Hữu Tuấn, Thành phố Hồ Chí Minh. Đoàn Văn Hậu, Heeren VNFC. Quế Ngọc Hải, Viettel. Bùi Tiến Dũng, Viettel. Lê Văn Đại, Thanh Hóa. Tiền vệ 9. Vũ Văn Thanh, Hoàng Anh Gia Lai. Nguyễn Phong Hồng Duy, Hoàng Anh Gia Lai. Nguyễn Tuấn Anh, Hoàng Anh Gia Lai. Phạm Đức Huy, Hà Nội. Nguyễn Quang Hải, Hà Nội. Đỗ Hùng Dũng, Hà Nội. Nguyễn Huy Hùng, Quảng Nam. Nguyễn Trọng Hoàng, Viettel. Nguyễn Hoàng Đức, Viettel. Tiền đạo 6. Nguyễn Văn Toàn, Hoàng Anh Gia Lai. Nguyễn Công Phượng, Xin Chua Gen Xe. Nguyễn Anh Đức, BKM Bình Dương. Hà Minh Tuấn, Quảng Nam. Nguyễn Tiến Linh, BKM Bình Dương.
Nguyễn Trọng Hùng, Thanh Hóa.